Đối với công ty nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên, hôm nay mình làm video để hướng dẫn sử dụng máy soi màu ha. Mã là T605 ha. Ở đây có các giao diện nè, giao diện on khởi khởi động on off ha, cùng các là độ sáng đèn. Các thông số đèn là D, F, D, D65, T84, UV, C, WF ha. Ở trên là hiển thị cái trạng thái đèn. Khi mình bật thì sẽ sáng ha. Còn đây là màn hình để hiển thị thời gian cũng như thời gian sáng của từng đèn cũng như là số lần bật tắt ha. Đây mình sẽ mở nguồn chính lên nè. Nó sẽ hiển thị tổng sáng cũng như là tổng số lần bật tắt cũng như là thời gian ha. Đây là mã nguồn sáng đèn F ha. Đèn này là đèn màu vàng ha. Đây là mình sẽ đổi sang nguồn sáng D65. Đây nguồn sáng trắng. Với nguồn sáng trắng, nhiệt độ màu là 6500K ha. Chuyển sang bảng màu là TL84 này, nhiệt độ màu là 4000K. Chuyển sang đèn UV ha. Đèn UV sử dụng các chức năng tiệt trùng ha, cũng đèn cực tím với bức sóng ngắn đó là 365 nanomet ha. Ở đây rồi cuối cùng là đèn CVKF ha. Đèn này đèn quỳnh quang trắng xanh với bức sóng và nhiệt độ màu là 2700K ha. Đây sẽ hiển thị hai thông số, một là số lần bật tắt đèn nè, thứ hai là thời gian của bóng đèn, thời gian sáng của bóng đèn ha. Và khi không sử dụng thì chúng ta sẽ tắt công tắc on off ở đây thôi. Nếu các bạn có nhu cầu liên hệ với quý vị, liên hệ web khangkien.com.vn hotline 0936 60757.